Đây là phong cảnh đám cưới miền Tây nha anh em. Cây nhà lá vườn nè anh em. Anh em thấy đẹp không anh em? Toàn bộ là lá dừa này kia không anh em? Quá đẹp anh em. Chỉ có miền Tây mới có cảnh này nha anh em. Rồng khủng anh em. Đó anh em thấy rồng khủng không? Quá đẹp. Anh em thấy video hay nhớ like, share nha, cho mình một đăng ký kênh ủng hộ anh em. Cảm ơn anh em nhiều lắm nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã xem video nha. Mời anh em theo chân mình nha mời anh em. Để mình quay cái sân khấu cho anh em coi nha. Rồi cảm ơn anh em. Hey, hey, hey.